Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel và đây là Em Check. Và hôm nay bọn mình sẽ làm một video mà vô cùng đúng với tính chất của tên team của bọn mình. Đây chính là bọn mình sẽ đi check cân nặng của mọi người trước và sau Tết. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ bê cái cân này đi đến chỗ từng người một để không ai có thể trốn được hết. Let's go. Hôm nay anh Huy gầy lắm rồi, anh Huy gầy lắm mọi người. Lâu nay anh Huy đang giảm cân mọi người ạ. Dạ, yeah, cân nặng à? Vâng ạ. Từ từ để anh đi đáy cho nó sờ sờ. Ôi! Nhưng mà trừ phần nước đáy của anh đi là khoảng độ 1 lạng. Rồi, em trừ cho anh 1 lạng. Ui! Cân. Sao anh 66 cân mà nhìn anh béo ấy? Ui! Sao này anh Huy... Thôi, anh hơn 1 cân rồi cả quần áo đúng không? Có thể cái thư nó gần bằng cân anh Huy ạ? Anh quần áo quay trường! Sao hỏi gì đấy em? Không, em chả hỏi gì cả. Thế thôi, anh hết nhiệm vụ rồi, em cảm ơn anh. Hẹn anh sau Tết nhá. Vâng, hẹn anh sau Tết. Nghe nhá, Tết 66 cân nhá, sau Tết chắc chắn là 63. Anh đi yêu 63. Không phải 76, 73. Anh là ra Tết anh sẽ còn 63 cân thôi. Em chống mắt lên xem anh nhá. Vâng. Đây cân thằng này. Không luôn đi. Không luôn nhỉ? Mắt gì? Đây, đầu này anh, đầu này vâng ạ. Ui. Trừ đi 1 cân quần áo nữa. Ở đâu ra 1 cân? Anh 71 mày cân. Mày đừng có động mọi người tao. Đấy. Anh 71 cân. Đâu, mình từ 82 xuống 71 mọi người ạ. What? Uầy, anh giảm cân kiểu gì đấy? Đỉnh vậy. Mình lúc ấy mình còn chưa trừ quần áo đâu nhá. Trừ 2 cân quần áo đi. Mà có quần áo vào em vẫn không nặng, nó không được 50 cân. Nhanh lên nào. Hôm qua mày mắt trừ cân rồi, hôm nay mày phải cân. Ôi giời ơi. Sao lại tăng chóng mặt như thế này? Từ từ. Ôi giời ơi, tao bị chóng mặt luôn. Ui, 52, 56 rồi. Ông còn cân thảo á? Ô, bằng cân tao. Ô, sao lại thế nhỉ? Hôm qua mày mẹ hơn chứ. Hôm qua tao cân 4. Nhưng mà khoan đã, Hà cao 1m49 nặng 49 cân rồi. Anh Đức ơi. Anh Đức à. Thôi rồi, quay rồi. Ô, thế lại quay lại à? Lại cởi bớt ra đi anh cho nó chân thật. Wow. Em sẽ lại giả vờ gọi lại anh là ố. Anh Đức cao mét bao nhiêu đây ạ? Ố. Hỏi đi. Ố, anh Đức cao mét bao nhiêu đây ạ? 82. Ui, thế mà anh chỉ có 54 cân, à nhầm 74 cân thôi á. Anh gầy quá đấy, anh ăn thêm vào nhá. Đối với Hà thì chiều cao bao nhiêu, số cân nó phải như thế. Ước thì anh xuống 1m49 mà anh chỉ cần 49 cân thôi là anh đã được gọi là béo. Nó không béo như thế là hài hòa, cơ thể hài hòa, cân là bằng. Là hài. Anh Triều ơi. Ôi em. Ôi Triều đây. Em. Anh ơi, bất ngờ quá. Anh biết cầm cân để làm gì không? Làm gì em? Để anh để cân em đấy. Cân đúng không? Đúng rồi anh. Tại sao tôi lại phải cân? Đây. Wow. Béo cái gì? 69. Anh Triều cao mét bao nhiêu ạ? Anh cao mét 75. Thế thì anh phải nặng 75 cân. Tại sao lại như thế? Đâu phải ai như ai đâu hả? Nhưng mà như này là gầy quá. Mọi người công nhận với mình là anh Triều gầy không? Anh Triều gầy mức mà mũi anh còn to ra. Này, xin lỗi các bạn đi. Anh cao mét bao nhiêu ạ? Anh cao mét 88 nặng 83 cân là đẹp rồi còn gì? Ui. Anh 66 cân á? Ờ. Anh cao mét bao nhiêu ạ? Cao mét 73, 74. Ui, gầy thế, chịu khó ăn vào nhá. Thấy chưa? Nó tăng hơn, nó tăng cân hơn lúc nãy đấy. Chị chỉ ngang em thôi mà. Ừ, không hồ hộ. Ừ, rồi, ok. Tao có quan tâm về cân nặng của mình sao được. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Dương 78, 35 cân nhé cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm anh Tân. Cân một cú. Nào, cân cái gì? Cân anh này. Cân một cú. Nhưng mà cân để làm gì? Cân để cho vui thôi anh. 67 cân. Anh cao mét bao nhiêu? 67, mét 7. 69 nhá, mét 69. Đây sẽ là người Hà bảo là vô cùng cân đối. Và hẹn gặp lại anh sau Tết nhá. Sẽ cân. À, rồi, đơn giản. Tao suy dinh dưỡng của tao mét 62 mà tao có 48 cân. 48. Thật, đồ còm. Gầy gò, ốm yếu. Không biết mình luôn. Và bây giờ thì Tết rồi, hết Tết xong rồi mọi người. Chúc mừng năm mới mọi người. Woo. Rồi.
Bây giờ thì mình đi kiểm tra cân mọi người sau Tết xem thế nào thôi. Đi. Anh Huy trước. Anh đi đái thôi lại uống nước vào đấy, đi lại lại tăng cân mất. Mọi người ơi, xếp mình vào đi vệ sinh để cho nó chắc chắn nha mọi người. Ô. 66 cân rưỡi. Ô, sao nó cứ nhảy nhảy nhỉ? 66 cân. Wow. 66 cân 3. 66 cân 3. Đã giảm được bao nhiêu rồi? Là không nhớ trước tiên là bao nhiêu. Nhưng anh nhớ trước tiên là 66.6 hay 66.7 gì ấy. Anh giảm được 3 là xong một. Là giảm 3. Thôi rồi đi ra ngoài. Em cảm ơn anh rất nhiều. Bọn mình ra về Duy. Em chúc anh năm mới vui vẻ, gia đình hạnh phúc ạ. Và con cháu gọi là chăn hòa thôi, anh cân hồn con đấy. Cháu gọi là chăn hòa. Tao bảy đi cắt tóc để cùng được bên ngoài lại đấy. Kiểm tra từng quân cho tôi đi anh. Trước là bao nhiêu nhỉ? 88 ạ. 8 mấy thì mấy đứa này có 88. Lên đi bà sợ thế. Ôi giời ơi. 86 cân 2 ấy mọi người. 86 cân 2. Tao không đứng lên, sao lại có 1 cân 2 ở đây? Chết rồi, có vong, có vong. Tao không biết em tại sao lại có 1 cân 2 ở đây. Chúng mày nào luôn. Lại đi anh. Anh có biết dư chấn không? Đấy, đấy. Lúc thì 86, lúc thì 85. Ok. Cái cân này vớ vẩn nhá. Lên đi em. Lên đi, lên. Lên đi. Em quay đi mà. Đây. 50 cân. 50 cân rồi mọi người. Đừng quay cái gì hết. Cân à? Anh ơi, em khẳng định với anh cân này hỏng. Cân này anh, năm mới em chúc anh phát tài, gia đình hạnh phúc. Anh cân giúp em. Ngược. Run quá, anh em mình hơi run. Vẫn ngược, anh ơi, vẫn ngược. Ngược anh đi. Anh nhớ cân nặng trước Tết của anh không? 67.3 đấy, 25 đấy. Trước tên như này có 66. Ôi, tăng 1 cân được mà. Ê, trước tên là anh bao nhiêu nhỉ? Em không nhớ anh ạ. Okay. Anh còn chả nhớ ra nhiều đâu. Cân nhá. Vâng, cân đi ạ. Vẫn thế. 78 là vẫn thế à? Bị nhiệt mà vẫn không giảm cân nào anh? Anh vẫn nha. Chắc là anh cũng cố ăn một vài cái đêm. À, cố gắng. Đấy là cố gắng đúng không anh? Đó ở đấy là sao anh có thể được? Bị nhiệt mà chấm nước mắm là ok lắm anh ạ. À, thế à? Ăn nem với cả... Anh chấm muối hả anh? Anh đứng. Chúc anh là năm mới phát tài, gia đình hạnh phúc anh ạ. Anh cân giúp bọn em. Thời trò chắc chắn rồi anh. Ở đấy lại được 0-0 rồi. 73-76 à? Đợt trước suốt Tết anh nặng bao nhiêu ạ? 76 bao nhiêu? Điên là mày có bao giờ lên được 76 rồi mày đi không? Ôi dồi, tôi, mọi người em nói thật, em không hiểu họ yêu nhau như thế nào. Mà sau 6 ngày Tết ai cũng chụp 2-3 cân. Chả hiểu, em nể tình yêu của anh chị vô cùng. Đôi mà. Năm mới thì em chúc anh và gia đình phát tài, hạnh phúc. Tình duyên nó gọi là lên hương anh ạ. Đây, anh cân hộ em anh nhá. Và đấy nó lại từ 0 này. 66.18. Ra trước Tết anh nặng bao nhiêu? 66. Thật sự luôn mọi người, em không hiểu. Mày cởi luôn cái kính này kìa. Cởi kính ra cho nó đỡ nặng kìa. Mẹ ơi, chắc đi ở đâu này. 101 cân. Ơ, một lốt. 77 cân 9 lạng. Bằng trước đúng không? Em còn nhớ được. Nhưng là 78 đấy. Không. Không sao em ạ. 77 là thất. Xong thất. Em mời anh. Không. Anh ơi, cởi bớt ra, cởi bớt mấy cái này. Dù cái này có gì đâu, anh gầy mà. Cái bớt kìa. Mặc áo ba lỗ. Được chưa? Mình không mặc gì nên mọi người thông cảm. Chúng ta mặc áo ba lỗ được, không sao cả. Ok. Thôi. Đây chỉ cần có áo ba lỗ lắm rồi. Ôi, 716. 755. Ha, thật béo. Ủa? Chị Phương Anh. Chị có thể cởi bớt ra. Sao thêm khoảng đêm. Ờ, đem thử cả đêm. Lên đi chị, không sao đâu. Ôi, vẽ nhìn. Vẫn nhẹ hơn em. Ủa, vẫn giữ nguyên thì sao? Chị ơi, xem chị vẫn nhẹ hơn em. Ôi, nhưng mà chị mặc áo nặng ấy, thì chắc là nó nặng hơn đấy. Chị May, sẽ đặt bao nhiêu cân? Chạy đến nơi rồi. Mình tụt 1 cân mọi người ạ. À? Không hiểu, họ yêu đương nhau kiểu gì mà họ dẫn dắt nhau 1 cân. Đấy mà. Em ơi, cao hơn mình bao nhiêu cho mình của họ?
chị năm mới hạnh phúc. Em cảm ơn mọi người. Số cân nặng đến đây là kết thúc. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng năm mới mọi người. Dạ. Không, chị đừng gọi em nữa. Không.